Cần cảnh người phụ nữ phóng hỏa ngôi nhà 5 tầng ở Hà Nội. Khoảng 19 giờ 6 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về sự việc xảy ra cháy tại địa chỉ số 4, ngõ 60, đường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 của một tòa nhà 6 tầng, gồm 5 tầng và một tâm, kết cấu bê tông cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170m2. Qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động tổng cộng 7 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an quận Nam Tự Liêm xuống hiện trường, cứu nạn và tổ chức chữa cháy. Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận đám cháy và nhanh chóng triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người, tổ chức chữa cháy. Sau gần 30 phút tích cực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn và cứu 12 người, trong đó có 4 trẻ em ra khỏi đám cháy, khẩn trương đưa số người bị thương đi cấp cứu. Vụ cháy là một người chết và 5 người bị thương, 4 xe máy cháy rụi. Qua trích xuất camera điều tra vụ cháy, công an phát hiện trong camera giám sát đã phát hiện khoảng 18 giờ 50 phút ngày 31 tháng 3, nữ nghi phạm mặc quần áo chống nắng đi từ góc sân ra đứng cạnh khoảng 5 chiếc xe máy, liên tục chăm lửa bạc diêm, vứt vào một xe máy. Sau khoảng 4 đến 5 lần thực hiện, ngọn lửa bùng lên dữ dội, còn nghi phạm bỏ chạy ra ngoài. Sau khi gây ra vụ việc, người phụ nữ đã bỏ chạy trên một chiếc xe máy. Rạng sáng ngày 1 tháng 4, một cán bộ công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt giữ nghi phạm là nữ giới để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60, phố Phú Đô. Theo vị chỉ huy, sau nhiều giờ đấu tranh, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ.